Thưa quý vị, với nhiều dự án cùng lúc triển khai, năm 2022, quận Liên Chiểu tiếp tục xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Ngay từ đầu năm, nhiều giải pháp đã được thực hiện quyết liệt nhằm gỡ nút thắt trong quá trình triển khai dự án lâu nay. Sau thời gian kéo dài do vướng mặt bằng, hiện nay dự án tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh tại quận Liên Chiểu đã khởi động trở lại. Toàn dự án này có 336 hồ sơ giải tỏa, đến nay đã bàn giao mặt bằng 53 trường hợp. Phần còn lại đang được gấp rút triển khai các bước theo quy định để sớm có mặt bằng cho đơn vị thi công làm đường. Đơn vị thi công là theo phương châm là có mặt bằng tới đâu là đơn vị triển khai dứt điểm tới đó. Đó là cái khó khăn vướng của đường chiến lược này là quan trọng là vấn đề mặt bằng. Kiến nghị các cấp từ địa phương đến quận, thành phố là quan tâm về cái vấn đề mặt bằng. Người dân thì rất là mong mỏi chờ đợi vào cái tuyến đường này. Thì hiện nay thì cái tổ công tác thường xuyên ứng trực trên hiện trường công trình để giải quyết vướng mắc cũng như là xử lý các hồ sơ của các hộ dân, nhanh chóng giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng công trình này. Đây là tuyến đường trục 1 Tây Bắc đang thi công đoạn nút giao thông Hoàng Thị Loan, Hồ Tùng Mậu đến quốc lộ 1A. Vì vướng giải tỏa nên nút giao thông này kéo dài đến cuối năm 2021 vừa qua mới có thể bắt đầu thi công trở lại để thông tuyến sau khi hộ dân tại đây đồng ý bàn giao mặt bằng. Đầu năm nhà thầu đã đưa máy móc, thiết bị ra triển khai thi công để lên cao 98, cấp phố Đa Dâm và đổ cột vỉa để khớp nối giữa nút Hồ Tùng Mậu và đường sắt. Dự kiến là đầu tháng 4. Theo Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, năm 2022, trên địa bàn quận có hơn 50 dự án triển khai ở 3 nhóm với hàng ngàn hồ sơ cần giải tỏa. Ngay từ đầu năm, quận đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo quận đứng điểm từng địa bàn, phụ trách từng dự án, đi sâu vận động từng hộ dân cụ thể. Hội đồng giải phóng mặt bằng quận thường xuyên tổ chức họp xử lý những vướng mắc trong quá trình giải tỏa đền bù, cũng như huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền, vận động người dân. Dự án khu đô thị du lịch Tầng Vân cùng với đại dự án trục 1 Tây Bắc và cái cảng biển Liên Chiểu là các dự án động lực trọng điểm của thành phố trên địa bàn quận. Thì hiện nay thì công tác giải phóng mặt bằng đang được quận chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện để đảm bảo cái tiến độ của thành phố đề ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 03 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của quận ủy về việc đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các cái dự án trên địa bàn của quận năm 2021 và những năm tiếp theo. Tôi thấy đây là một trong những cái điểm sáng của quận Liên Chiểu trong năm 2021. Công chí đã ban hành những cái nghị quyết này và đã có những cái tác dụng rất lớn. Thì tôi đề nghị công chí tiếp tục phát huy và triển khai thực hiện cho nó tốt. Dưới tác động của đại dịch COVID-19 khiến đầu tư xã hội ngưng trệ, thì việc đẩy nhanh đầu tư công được Đà Nẵng xác định là giải pháp quan trọng để phục hồi, kích thích phát triển kinh tế. Và để các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, động lực triển khai đúng tiến độ, thì việc gỡ nút thắt ở khâu giải phóng mặt bằng là yêu cầu cấp thiết đối với các dự án tại quận Liên Chiểu, cũng như các dự án khác trên địa bàn thành phố.